Cô chào các em, chào mừng các em đã quay lại với kênh của Lời Giải Hay. Ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng đến với phần 4 La Mã, Speaking. Chủ đề ngày hôm nay là Career Choice, tức là lựa chọn nghề nghiệp. Câu số 1, Work in pairs, decided which job are traditionally done by men or women, use the expressions give to your have, given to have you. Chúng ta sẽ quyết định xem nghề nghiệp nào dưới đây thì thường được làm bởi phụ nữ hay là nam giới. Rồi, và các em sẽ sử dụng những cái cụm từ hay dưới đây để giúp đỡ mình trong quá trình các em discussion, trong quá trình chúng ta thảo luận nhé. Ví dụ như cụm từ đầu tiên là I think, I believe that, tôi nghĩ, tôi tin rằng. Hay là cụm thứ hai là có rất nhiều male surgeon chẳng hạn, bác sĩ phẫu thuật là con trai hơn là female surgeons, hay là bác sĩ phẫu thuật là con gái. Cái thứ ba đấy là đàn ông và phụ nữ thì thường thường sẽ làm việc gì đó, firefighter chẳng hạn, tức là lính cứu hỏa. Nursing job are done by men or women. Cái công việc gì đấy thì thường được làm bởi đàn ông hoặc phụ nữ. Tiếp theo đấy là công việc the nurse job is traditionally done by men or women. Công việc về y tá thì thường thường được làm bởi đàn ông hoặc là phụ nữ. Nè, chúng ta có thể rất là thay thế một cách đa dạng như vậy các em nhé. Rồi, ví dụ như là nghề nghiệp đầu tiên là surgeons, là bác sĩ phẫu thuật. Thì các em có thể thấy là thường bác sĩ phẫu thuật sẽ là nam đúng không? Thì đối với câu này các em có thể nói là I believe that surgeons, right? Surgeons are traditionally considered male. Đấy. Câu số 2, shop assistant, trợ lý ở cửa hàng thì là woman, thường thì sẽ là phụ nữ. Câu 2 các em có thể nói là trợ lý cửa hàng, there's many more female shop assistant than man shop assistant. Câu 3, nurse là y tá thì thường thường sẽ là phụ nữ đúng không các em? Women. Các em có thể nói là nursing jobs are traditionally done by women. Câu 4, airline pilots. Ok. Phi công thường là nam giới. Ở đây các em có thể nói là men traditionally work as airline pilots. Đúng không nào? Firefighter, lính cứu hỏa cũng là thường là nam giới. Em có thể nói là the firefighter jobs is traditionally done by men. Kindergarten teacher, giáo viên mẫu giáo thường là phụ nữ. Em có thể nói là there are many more female kindergarten teachers than male teachers, chẳng hạn như vậy. Engineer, kỹ sư thì thường là con trai các em ạ. Kỹ sư thì thường là con trai. Và chúng ta sẽ thường nói là ví dụ như là there are many more male engineers than female engineers. Secretary, thư ký thì thường là phụ nữ đúng không các em? Ví dụ như là I believe that women is traditionally work as secretaries. Đó. Và để các em có thêm những cái mẫu câu cho bài này thì các em có thể tham khảo những mẫu câu sau của cô. Các em có thể dừng màn hình lại để chúng ta học và ghi lại nhé. Đây là một phần. Đó. Và bên cạnh có một số những cái mẫu câu nữa. Ví dụ như mẫu câu này, để nói về kindergarten teacher và male secretary. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 2. Làm việc theo cặp và thảo luận tại sao những cái công việc ở cái phần 1 thì lại thường thường được làm bởi phụ nữ hoặc đàn ông. Sử dụng những ý kiến dưới đây để giúp đỡ mình. Ví dụ như là good physical strength,
tức là thể lực tốt, good communication skill, kỹ năng giao tiếp tốt, ability to work well under pressure, khả năng làm việc, chịu áp lực, being kind, gentle and caring, trở nên tốt bụng này, gentle, hiền hậu này, và rất là hay chăm sóc người khác. Ability to work long hours, khả năng làm việc nhiều giờ liền. Hay là good persuasion skill, khả năng thuyết phục tốt. Flexible working schedule, cái lịch làm việc linh hoạt. Hay là more time to take care of their families, nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Đó, câu này thì các em có thể tham khảo một cái ví dụ mà các em thấy trong sách giáo khoa. Đây cái ví dụ ở bên dưới này. Đây ví dụ này. The certain job is traditionally done by men because men often can work long hours as they need to take care of their family. Công việc gọi là phẫu thuật thì thường thường được làm bởi đàn ông, bởi vì phụ nữ thì không thể làm những công việc nhiều giờ liền và họ cần phải chăm sóc gia đình. Ngoài ra thì cô cũng có thảo luận thêm về một cái nghề nghiệp nữa, đấy là kindergarten teacher, tức là giáo viên mẫu giáo. Thì ở đây các em có thể tham khảo. Kindergarten teaching jobs are traditionally done by women than men, as women are often kind, gentle and caring. Besides, they usually have a good communication skill. Công việc làm giáo viên mẫu giáo thường được làm bởi phụ nữ hơn là đàn ông, bởi vì phụ nữ thì rất là tốt bụng này, hiền hậu và rất là hay chăm sóc. Bên cạnh đó họ thường có cái kỹ năng giao tiếp tốt. Đó, được chưa nào? Đấy là bài số 2. Các em có thể ghi trong vở nhé. Rồi ta đến bài tiếp theo, bài số 3. Làm việc theo nhóm 3 người, nói về cái lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Rồi, ở đây chúng ta có ví dụ như là kindergarten teacher, pilots, nursing, surgeons. Rồi, các em cùng xem ví dụ. A. I think I will work as a shop assistant because people often say that I have good persuasion skill. Tôi nghĩ tôi sẽ làm trợ lý shop bởi vì là mọi người thường nói tôi có khả năng thuyết phục tốt. B. Good for you. I'd like to be a nurse because I enjoy helping people. Tốt đấy. Nhưng mà tớ thì tớ muốn trở thành một y tá bởi vì tớ thích giúp đỡ người khác. Sound great. I like to be a surgeon. I believe I can work well under pressure and don't mind working long hours. Oh, nghe thật là tuyệt. Tớ thì tớ thích trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Tớ tin rằng tớ có thể làm việc dưới áp lực và không ngại làm việc nhiều giờ liền. Đối với bài này thì các em có thể tham khảo thêm một cái đoạn hội thoại như sau. A. I think I will work as a kindergarten teacher because people say that I'm kind, gentle and caring. Tôi nghĩ tôi sẽ làm một cô giáo mẫu giáo bởi vì mọi người thường nói tớ rất là tốt bụng này, hiền hậu và biết cách chăm sóc người khác. Good for you, and you have a good communication skill too. I like to be an ally pilot because I have abilities to work long hours and I love traveling. Cái này thì rất là phù hợp với cậu. Và cậu có cái khả năng giao tiếp tốt nữa. Tớ thì tớ thích trở thành một phi công bởi vì tớ có khả năng làm việc nhiều giờ liền và tớ thích đi du lịch. C. Sound perfect. Bạn C mới nói như sau. Sounds perfect. I like to be an engineer. I believe I can work well under pressure. And I am able to have a flexible working schedule.
Nghe có vẻ hay đấy. Nghe thật tuyệt vời. Tớ rồi tớ trích trở thành một kỹ sư. Tớ tin rằng tớ có thể làm việc dưới áp lực. Và tớ có thể làm việc với cái lịch làm việc linh hoạt. Rồi, các em có thể ghi lại nhé. Như vậy là cô trò mình đã chữa xong phần speaking. Cảm ơn các em đã theo dõi video.